Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hôm nay sẽ báo giá cho tất cả các bạn một cái mẫu xe mà lâu lắm rồi không có báo giá ha. Đây, đây chính là mẫu xe SH Mod 2021 nha. Đó, thực chất thì nó ra mắt từ năm 2020 rồi. Nhưng mà 2021 thì gọi là 2021, còn qua năm 2022 thì gọi là 2022 thôi. Đó, ở đây còn sót lại một cô bé mang tên là SH Mod 2019. Bạn nào còn muốn sử dụng SH Mod 2019 thì lên đây ha, hoặc là liên hệ vào số điện thoại Zalo trên đây. Mình báo giá SH Mod 2019 cho các bạn. Đấy. Rồi, thì đầu tiên giới thiệu cửa hàng trước đi ha, để các bạn biết đường đi. Bạn nào ở khu vực Tân Uyên có thể lên bản đồ hoặc là liên hệ Zalo của mình, tìm là đường Uyên Hưng 42, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bạn nào mà không biết coi bản đồ thì có thể liên hệ Zalo, mình gửi định vị để chạy qua ha. Rồi, bạn nào mà ở Dĩ An thì đi lên cái địa chỉ là 91 Lê Hồng Phong, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đó, cứ bấm 91 Lê Hồng Phong là ra cái đường đi thôi, rất là dễ tìm ha, đối diện cái trường học luôn. Cửa hàng mình tên là Sủng Sài Gòn nha, Sủng Sài Gòn mọi người nhớ nha, Sủng Sài Gòn. Đấy, rồi thì hôm nay báo giá SH Mod ngay tại thời điểm cuối tháng 10 cho các bạn này. Đó, cũng cận Tết rồi ha, tranh thủ mà mua nha, để đến lúc tháng 11 rồi xong tới tháng 12 là bắt đầu, qua tháng 12 bắt đầu lên giá từ từ rồi đó. Là tại vì tới Tết Tây xong rồi tới Tết Ta nên là giá nó sẽ rất là cao nha các bạn, nên các bạn lưu ý nha. Đấy. Rồi, đầu tiên thì SH Mod sẽ có những phiên bản gì? Thời trang phanh CBS, thời trang ABS và cá tính phanh ABS. Đó. Thì phiên bản thời trang phanh CBS tại cửa hàng Sủng Sài Gòn sẽ bán với mức giá cho các bạn là 60 triệu thôi. Đấy, 60 triệu nha. Còn phiên bản thời trang phanh ABS thì sẽ bán cho các bạn với mức giá là 68 triệu rưỡi. Có phanh ABS thì mắc hơn 8 triệu rưỡi ha. Còn cuối cùng, phiên bản cá tính ABS thì sẽ có mức giá là, đây, cá tính ABS đây, 70 triệu nha. Quá êm, giá quá ngon luôn đúng không? Cực kỳ ngon. Hiện tại là giá thấp hơn, thì thấp hơn cái thời điểm mà nó ra mắt rồi. Thời điểm ra mắt giá cá tính là tới 72, 73, có chỗ 74 triệu luôn. Thì giá đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa lăn bánh. Nhưng mà hiện tại nó có 70 triệu thôi ha, 70 triệu. Đó. Còn ở đây, cái phiên bản này nè, là 2019 là cái phiên bản cá tính của nó nè. Đó, cá tính này sẽ có hai màu như thế này, cũng chỉ các bạn rất là nhiều rồi. Thời trang thì nó chỉ một màu thôi, một màu từ trên với một màu thế này. Đây, thời trang là bên đây màu đỏ nè, còn cá tính là bên kia, nó sẽ có cái bản cái mặt nạ đen chỗ này. Đó, mọi người chú ý ha, đây có mặt nạ đen đó, là phiên bản cá tính. Còn phiên bản thời trang thì chỉ có một màu thôi. Và SH Mod 2021 được sử dụng hệ thống đèn là hệ thống đèn LED. À, rất là đẹp, hệ thống đèn LED 2 tầng nha, rất là đẹp luôn. Còn SH Mod 2019, đây, SH Mod 2019 đây thì nó sẽ sử dụng hệ thống bóng đèn halogen. À, và cái thân hình của 2019 á, nó sẽ nhìn nó nữ tính hơn, gọn hơn, thon hơn, dành cho nữ nhiều hơn. Nhưng mà qua tới cái năm 2020 sản xuất ra thì họ không muốn chiếc xe SH Mod này chỉ dành cho nữ không, mà muốn dành cho nam đi nữa, nên là họ đã bắt chước cái đầu đèn của thằng SH lớn. Đấy, đây mọi người thấy không, y chang như cái đầu đèn của SH lớn luôn, bằng mặt nạ này nè. Đó, y như mặt con rắn luôn, nhìn nó bè hơn, bự hơn và nó nam tính mạnh mẽ hơn chút xíu. Đặc biệt là cái phiên bản mà cái tính này nè, đó rất là đẹp ha. Đây, phiên bản thời trang cũng có màu xám này nha, phiên bản thời trang có màu xám này, nhưng mà cái mặt nạ không phải màu đen, mặt nạ màu xám luôn, cũng có màu xám này luôn đó. Bạn nào thích màu xám này thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản thời trang phanh ABS cho nó rẻ hơn 1,5 triệu. Còn bạn nào mà thích có màu đen như thế này thì mình lựa chọn phiên bản này để nó mắc hơn 1,5 triệu là 70 triệu ha. Đây, phần phuộc xe nè, phuộc xe có phiên bản cá tính nó sẽ màu đỏ, còn thời trang nó sẽ là màu đen. Đây là phần ở trong cốp của xe. Đáng tiếc một điều rằng là đã 2021 rồi mà vẫn đổ bình xăng ở dưới đây, khá là tiếc luôn ha. Đấy. Và ở đây người ta cũng thiết kế cho tất cả các bạn nè. À, thấy chưa, để được hai bên luôn. Ok, mình rất là đáng tiếc vấn đề này, đó là các bạn đi xe thì bạn nữ đi xe hay là về quê chở đồ rồi phải xuống xe gỡ hết đồ đạc ra mới đổ xăng được. Đó, đây là phần cốp cũng khá là rộng rãi luôn. Lý do tại sao
tại sao mà bình xăng xe vẫn nằm dưới đây mà không trang bị phía trên đây? Thế này thì sao? Tại đây người ta mất trang bị cái cổng sạc USB rồi. Cổng sạc ở trong này, cổng sạc này là cổng sạc USB đàng hoàng nha các bạn. Nó không phải là cổng sạc tròn như là Vision hay là Airplug, nó là cổng sạc USB luôn. Đó, nằm trong đây. Tại vì người ta Honda cũng biết các bạn ngại vấn đề sạc xe ở trong cốp á, nên là người ta trang bị cổng sạc ở đó. Rồi, về phần bình xe nè, thì có thắt mod sử dụng cái bình xe ở dưới đây cũng như Vision luôn. Các bạn không cần phải lo lắng cái vấn đề mà bình xe để dưới đây sẽ bị hư ngập nước này nọ kia, không có đâu, không có vấn đề đó đâu ha, yên tâm. Rồi thêm một vấn đề nữa, ở đây nó hơi chói chút xíu các bạn thông cảm ha. Thì cái mặt nạ, ok, mặt đồng hồ của dòng xe Passat Mod này các bạn thấy không? Tới thời điểm 2021 rồi mà vẫn còn trang bị cái mặt đồng hồ nửa nạc nửa mở như phiên bản cũ. Nó chỉ tinh chỉnh lại đẹp hơn chút xíu thôi ha, tinh chỉnh lại đẹp hơn chút xíu thôi, chứ mà chất là nếu mà cái này là full LCD như Airblade đi thì rất là đẹp luôn các bạn ha. Mình đánh giá phần này vẫn còn rất là tệ phần này ha. Đó, với mức giá 70 mấy triệu khá là thất vọng ở lần này. Rồi thì về vấn đề trả góp nè, trả góp thì mấy chị em mình á chưa đủ tiền để mua hết nguyên con xe này là 70 triệu, mà lăn bánh thêm khoảng tầm huyện đi ha, khoảng tầm thêm 1 triệu đi là 71 triệu, chưa đủ tiền mua nguyên một cục này, thì các bạn có thể trả góp. Các bạn trả cho mình 40% hoặc 50% là khoảng 35 triệu đi, là các bạn sẽ được nhận cà vẹt gốc luôn, nhận cà vẹt gốc luôn ha. Còn các bạn nào á mà có số tiền ít hơn khoảng tầm 15 triệu thì mình lấy cà vẹt photo. Đấy, cà vẹt photo ha. Thì nếu các bạn trả với cái số tiền mà gọi là thấp, trả tới ví dụ 20%, các bạn sẽ hưởng mức lãi suất nó thấp ha. Khi với điều kiện các bạn có bảo hiểm y tế, sao kê bản lương này nọ kiểu thì các bạn sẽ có mức lãi thấp. Còn các bạn trả 40%, 50% thì các bạn có mức lãi là khoảng tầm 1,99%. Đấy, nhận cà vẹt gốc thì lại mức lãi cao hơn một tí xíu ha. Đấy, các bạn có thể tham khảo thì khoảng 14-15 triệu là các bạn có thể lên đây lấy xe là được. Còn đối với phiên bản mà thời trang fan CBS á, 60 triệu thì các bạn chỉ cần 10-12 triệu là các bạn lấy xe về được nha. Đó, các bạn cứ tham khảo giá bán, các bạn muốn biết giá lăn bánh bao nhiêu các bạn cứ liên hệ số điện thoại trên đây, Zalo trên đây, các bạn tham khảo giá bán và các bạn tham khảo những cửa hàng khác nếu như ở đâu rẻ thì các bạn nên mua. Đấy, cái này là không có ép các bạn mua ở đâu hết, thấy ở đâu rẻ thì mua đó thôi ha. Thì nãy mình đã so sánh với các bạn giữa cái việc 2019 với 2021 rồi, thì 2021 nó sẽ có nhiều tiện nghi hơn, như là nó có cổng sạc USB nè, sử dụng đèn là đèn 2 tầng đó. Các bạn có thể thấy được hai cái mẫu xe này nằm kế bên nhau cùng một cái màu sắc luôn, và các bạn thấy được cái này nó hơi to hơn chút xíu ha, và hơi cao hơn chút xíu nữa, cao hơn, nhỉnh hơn chút xíu đó. 2021 2019 nè, đấy, cùng cái màu sắc, nhưng mà cái thằng này nó trang bị nhiều hơn với bóng đèn LED 2 tầng, bóng đèn halogen, và thằng này bị mất cái công tắc đèn, thằng này thì còn công tắc đèn. Đó là lý do tại sao mà những người mà thích mua 2019 là vậy, tại vì người ta thích có công tắc đèn. Thằng này có cổng sạc điện thoại này không có, và điều đặc biệt là thằng này là hệ thống khung sườn mới, xe nhẹ hơn, đi những cái chỗ cung đường mà gồ ghề nó đỡ chao đảo hơn so với cái thằng 2019. Và thêm một cái nữa là thằng 2021 nữa là sử dụng động cơ là SP Plus, thằng kia sử dụng động cơ SP thường thôi đó. Thì này nó mạnh hơn, nó vọt hơn, cho nước kẻ đầu nó vọt hơn, chạy đầm hơn, êm hơn. Đấy, các bạn có thể lưu ý vấn đề này ha. Rồi thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn có thắc mắc vấn đề gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.